Ngô Thần Quân, nhan sắc gây ồn ào nhất Phong Vân vẫn được chồng đại gia yêu chiều. Năm xưa, khi Phong Vân được ra mắt thì Khổng Tử Ngô Thần Quân chính là người vấp phải nhiều tranh cãi nhất. Bởi so với dàn sao nữ như Tưởng Cần Cần, Uông Tổ Bình hay Đình Lệ thì cô hoàn toàn thua kém về ngoại hình và lạc quẻ với vai diễn nhất. Thế nhưng, khi nhìn vào những hình ảnh mới của người đẹp này ở tuổi 43 thì khán giả lại choáng váng vì cô là người trẻ trung, giàu có và sung sướng nhất. Ngô Thần Quân vốn được bố mẹ định hướng theo con đường bơi lội, nhưng cô lại đam mê khiêu vũ. Thế nên, cô quyết định ghi danh vào lớp đào tạo cùng với Từ Hy Viên. Không xinh đẹp như nhiều bạn bè chung lớp, nhưng Ngô Thần Quân lại có ưu thế vóc dáng cao ráo thon thả. Nhờ thế mà cô lọt vào mắt xanh Ngô Dực Phượng, người đã đưa tên tuổi lâm tâm như Giả Tịnh Văn lan khắp châu Á. Nhận rõ gương mặt cá tính của Ngô Thần Quân rất hợp với điện ảnh, Ngô Dực Phượng đã giúp cô góp mặt trong câu chuyện Cảnh Sát 4 của Thành Long. Tiếp theo đó, Ngô Thần Quân lại góp mặt trong Hắc Kim, Giáp Phương Ất Phương, nhưng mãi chẳng thể nổi tiếng được. Mãi đến sau này, khi hóa thân thành song nhi của Tiểu Bảo và Khang Hy hay Khổng Tử trong Phong Vân thì danh tiếng của Ngô Thần Quân mới tăng cao. Tuy nhiên, đi kèm theo đó là những bình luận trái chiều của khán giả về nhan sắc hiện đại lạc quẻ với vai diễn của cô. Gạch đá mà Ngô Thần Quân nhận được khi đó nhiều đến mức có thể xây được cả một biệt thự lớn. Có lẽ vì chuyện này mà Ngô Thần Quân chẳng còn mặn mà với nghiệp diễn nữa. Đó cũng là lúc cô quen Liêu Hoài Nam, một chàng trai có xuất thân khủng. Liêu Hoài Nam không chỉ lớn lên trong một gia tộc ba đời làm chính trị mà còn là quản lý cấp cao của đài truyền hình hay những công ty giải trí lớn như Phượng Hoàng, Alibaba. Thở mới hẹn hò, Liêu Hoài Nam đã làm mọi việc để thổ lộ tình cảm với Ngô Thần Quân, bao gồm việc thành lập một công ty giải trí chỉ để lăng xê bạn gái, cho cô góp mặt trong hàng chục dự án phim lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, so với sự nghiệp thì Ngô Thần Quân lại coi trọng gia đình hơn. Thế nên, sau khi công khai hẹn hò với Liêu Hoài Nam vào năm 2011, Ngô Thần Quân cũng quyết định giải nghệ và tổ chức đám cưới vào một năm sau đó. Nghe nói, Ngô Thần Quân năm đó tổ chức đến hai đám cưới riêng biệt. Cái đầu tiên cực kỳ kín tiếng vì mời toàn tai to mặt lớn trong giới chính trị và giới siêu giàu Hoa ngữ. Ngay cả vợ ba của vua Macau Hà Hồng Sân và con gái Hà Siêu Liên cũng bay đến tận Bắc Kinh để chung vui cùng họ. Bữa tiệc cưới thứ hai của họ thì quy tụ những cái tên đình đám của làng giải trí Hoa ngữ. Trong số đó, Lâm Tâm Như và Tô Hữu Bằng cũng góp mặt với vai trò phù dâu và phù rể. Vậy là đủ để mọi người hiểu địa vị của chồng Ngô Thần Quân khủng đến nhiều nào rồi nhỉ. Điều khiến người ta phải ghen tị với Ngô Thần Quân hơn là cô chẳng phải chịu cảnh làm dâu hào môn vất vả như những người đẹp khác. Ngược lại, cô được cả nhà chồng yêu thương cưng chiều như công chúa. Vì không muốn Ngô Thần Quân chịu cảnh làm dâu, Liêu Hoài Nam còn sắm biệt thự để hai vợ chồng ra ở riêng cho thoải mái. Chẳng những thế, Ngô Thần Quân còn lần lượt sinh cho nhà họ Hoắc một nàng công chúa nhỏ và một chàng hoàng tử bé. Nhờ thế mà địa vị của cô trong nhà cũng tăng đến chóng mặt, được ví như bà hoàng, thành phú bà của giới siêu giàu, con dâu danh gia vọng tộc và là bà chủ của hàng loạt ngôi sao đình đám Hoa ngữ. Ngô Thần Quân chẳng còn phải vất vả như trước. Công việc hàng ngày của cô là hưởng thụ cuộc sống, chăm sóc con trai và con gái nên người. Thi thoảng, cô lại được ông xã Liêu Hoài Nam đưa đi du lịch khắp thế giới. Có được cuộc sống đáng mơ ước như thế, bảo sao dù đã 43 tuổi rồi mà Ngô Thần Quân vẫn trẻ trung hệt như thời nào. Từ gương mặt không hề có dấu hiệu của tuổi tác cho đến vóc dáng thon thả quyến rũ của cô đều khiến giới truyền thông phải xít xoa mãi. Khán giả hy vọng nàng Khổng Tử sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ và xinh đẹp như thế nhé. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.